tiền nè. Anh, đây là tiền chi tiêu của tháng này đó. Kêu đưa thì đưa đi, nó nhiều. Em, mình đi thôi, bạn anh nó tới rồi kìa. Dạ anh. Để anh xíu nha. Alo, tao nghe nè. Mày tới đâu rồi? Tao gần tới rồi, mày đợi tao xíu nha. Ừ, nhanh lên nha, tao đang trong quán này. Ok, mình đi thôi. Ở Phúc, đây nè. Mời đi em. Hai chồng mày tới lâu chưa? Tao mới tới. Mày dành này sao rồi? Tao khỏe ghê rồi mày ơi. Giới thiệu với mày, đây là Giang, vợ của tao. Còn đây là Ngọc, bạn thân của anh thời đại học. Còn đây là Vi, vợ của Ngọc đó em. Chào mọi người. Ê, mới gặp vợ mày lần đầu á, công nhận vợ mày đẹp ha. Ừ, khác với những người phụ nữ khác, còn xài hàng hiệu nữa. Ê mà tao hỏi nè. Mày hỏi đi. Trong nhà mày á, ai giữ tiền mà? Đàn ông con trai á, mình phải có trách nhiệm kiếm tiền mang về nhà chứ mày. Vợ của mình á, ở nhà chăm sóc nhà cửa, bếp núc là được rồi. Trời ơi Phúc ơi, mình là đàn ông á, mà để vợ giữ tiền hả? Mày thấy vợ của tao không? Một đồng một cắc á, cũng phải vào túi của tao. Đâu chỉ tiền, điện thoại của Vi nè, cũng là cái á, mà tao đã từng sử dụng qua rồi. Đàn ông mà để phụ nữ giữ tiền á, còn thể diện đâu nữa hả? Trời ơi, vợ chồng với nhau, ai giữ tiền mà không được mày? Mà nè, nhìn tay vợ mày đẹp ghê ha, còn sống móng tay nữa chứ. Chắc là ở nhà không có làm việc nhà đâu hả? Vợ tao ở nhà chỉ chăm con thôi, còn thứ mày lặt vặt trong gia đình một tay tao phụ giúp hết á. Cái gì? Mày làm việc nhà? Ừ. Rồi Phúc ơi, việc nhà là việc của đàn đàn ông mình làm việc nhà, còn ra thể thống gì nữa? Mày thấy vợ tao không? Ở nhà làm việc nhà, chăm con, đưa con đi học. Tất cả các bóng đèn hư á cũng phải sửa cho tao. Tao không cần phải làm gì hết. Phụ n*** phải biết vị trí của mình ở đâu chứ. Công nhận vợ mày giỏi quá ha. Đúng rồi, em cũng công nhận á là vợ anh giỏi thiệt á. Mà anh Ngọc nè, em hỏi Vi vài câu có được không? Được chứ. Em tính hỏi cách làm người vợ tốt đúng không? Ừ, chị có việc gì hỏi em à? Câu hỏi đầu tiên nha, em có phải đi làm không? Dạ có chị. Cái gì? Em không phải đi làm nữa. Việc của phụ nữ á là chỉ ở nhà chăm sóc nhà cửa con cái thôi. Còn đàn ông á là phải ra ngoài kiếm tiền mang về. Đã vậy em còn phải ra ngoài đi kiếm tiền mang về nữa. Câu hỏi thứ hai nha. Em có ganh tị với chị không?